nhanh nhỉ, đau gì 8 tháng rồi. Thì Phương Hằng hôm nay xử à? Vâng, hôm nay bắt đầu xử. Nhưng mà còn mẹ cũng tội thật quá, chết, nói ra chết, nói ra chết. Chính là nó lên án điều chứ không thì mẹ cũng đúng loạn đấy, không phải đùa đâu. Căn bản nó nói động chạm đến vấn đề chính trị. Còn bình thường nói chuyện nó không thời gian tạm giam nó quá dài. Coi xử xong thì về. Mà hết tạm giam sau tính thi hành án thì tính từ ngày tạm giữ mà. Nhưng mà cũng mệt lắm rồi đấy. Tạm giam gần 2 năm rồi. Mẹ chị động đến nhiều người quá rồi này. Ai bảo động đến thành phố Hồ Chí Minh.